Hello everybody, welcome to my channel again. So today I will very happy because my video have a lot of people watching and some people tell to me need to reaction one the other song, that's why. So today I will reaction this song for guy. Okay, name this song is the Time to Say Goodbye. 1997. Okay, this old song, but I think very amazing, that's why. Okay, we start now. 1, 2, 3. The first time when couple go to the outside room, many people clap and wow, I think they very famous because have a lot of people clap and everything. Wow, so peaceful. Wow, they also keep on kiss together. Wow, so romantic. Wow, ông nhặt tâm lợi xuống. Chúng ta có thể sự tập trung của cô ấy khi cô ấy hát, những biểu cảm của từ khuôn mặt, ánh mắt và tất cả mọi thứ làm người ta cảm nhận như là cô ấy đang hòa mình vào trong bài hát. Wow, it's so beauty and so amazing voice with the nice skill when she singing. So have a nice voice. Io sì lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me. Io sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Time to say goodbye. So
Wow, thật là tuyệt vời khi mà hai người có thể cất chồng hạp và truyền đạt một cảm xúc rất là tự nhiên như thế. Cô ấy và anh ấy là một couple. They is the best couple when they singing together. They must the very very nice light show and everything we maybe we can feel in and we can also happy also yeah also feeling with the dust. Oh, so amazing. Ok, chúng ta có thể đây là quả là một cặp đôi tuyệt vời và một trình diễn không gì có thể gọi là dễ dàng mà quên được. Bài hát này truyền đạt cảm xúc rất tốt, dòng hát từ dòng hát đến ngoại hình và biểu cảm khuôn mặt, tất cả mọi thứ đều hòa quyện lên tạo một tác phẩm thật thú. I very very happy when some people need to give me some advice and I can know and I can reaction that video. Thank you and also thank for everybody watching my video and don't forget like, subscribe and watching again this video also this song. Thank you. See you later.